Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Đất đây. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng cái khu cam của chúng ta bây giờ nó đã có đá trở lại rồi các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ đi đập đá để tìm kim cương đỏ và kim cương xanh để chế du thuyền và siêu xe các bạn nhé. Và nếu như mà bạn nào mà vào khu cam mà các bạn mà không thấy đá ở trong khu cam ấy, thì các bạn cập nhật cái phiên bản Fire Together các bạn lên bản mới nhất thì các bạn vào sẽ có nha. Còn phía sau mình đây là những cái bạn, các bạn ấy sẽ vào đây và giúp mình đi đập đá nha các bạn. Thì các bạn để ý là nãy giờ các bạn nhìn xung quanh khu cam, các bạn có thấy người lạ mấy không? Đấy, thì đây cũng là một cái kinh nghiệm để đi đập đá nha. Thì khi mà các bạn đi đập đá ấy, thì các bạn nên sang những cái phố khác, chẳng hạn như phố Âu, phố Mỹ hay là phố Á, và các bạn xuống những cái thị trấn mà nó ở giữa hoặc ở dưới cùng ấy, thì các bạn vào khu cam thì sẽ gặp cực kỳ ít người nha. Và ít người đào thì đương nhiên rồi, cái tỷ lệ mà chúng ta đào ra kim cương nó sẽ dễ hơn nha. Có một cách để các bạn kiểm tra xem cái khu của các bạn đang ở có bao nhiêu người ấy, đó là các bạn vào phần bạn bè, xong rồi các bạn vào cái chỗ người chơi gần đây là các bạn sẽ thấy là trong cái khu này có bao nhiêu người nhá. Hiện tại thì trong cái khu này có 16 người, nhưng mà 16 người này thì đa phần toàn là những cái người bạn tới giúp đỡ mình đào đá. Ngoài ra thì còn có bạn của bạn tới giúp mình đào đá nữa, nên là các bạn thấy nó đông như này đấy. Nhưng mà thực ra thì khu cam này hôm nay là của mình rồi, không có ai đào với mình đâu. Các bạn ấy chỉ vào đây chơi và gọi là đi tìm đá giúp mình thôi. Đấy, hy vọng là sẽ được một vài viên kim cương. Mình đang cần kim cương xanh các bạn à. Tại vì kim cương xanh để chế du thuyền đấy. Trong cái chỗ chế tạo ấy, có cái chỗ chế du thuyền đẹp lắm các bạn ơi, vui lắm. Mình sẽ cố gắng kiếm kim cương xanh nhá. Còn kim cương đỏ thì dùng để chế siêu xe. Nhưng mà thực sự thì mình cũng không thích siêu xe cho lắm. Mình thích du thuyền hơn. Tại vì du thuyền để đi săn cá khổng lồ nó mới phê. Chứ còn siêu xe thì để làm gì đâu đúng không? Lâu lâu trong cam nó ra vài cái quả đá to, đào mệt nghỉ luôn các bạn. Ui, các bạn thấy gì không? Hồng ngọc này, ghê không các bạn? Trời ơi, mới đào có tí mà ra hồng ngọc rồi. Không biết là khu cam đợt này nó có tăng tỷ lệ ra đá hiếm không ta, mà tự dưng đào mới có tí xíu à, ra hồng ngọc rồi. Đây, các bạn ấy kiếm đá cho mình nên là đương nhiên rồi, phải nói lời cảm ơn chứ. Mấy viên đá thường này thì nhiều khi nó vẫn ra kim cương nha các bạn, nhưng mà cái tỷ lệ ra kim cương nó ít lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đào thôi, tại vì biết đâu bất ngờ nó lại ra kim cương thì sao. Nó không được bỏ sót bất kỳ viên đá nào nha. Rồi, vàng. Vàng với lại sắt thì cũng khá quan trọng trong cái việc chế siêu xe đấy. Nhưng mà mình không quan trọng, mình toàn bán đúng không ạ. Đấy, ngọc lục bảo này. Ngon. Đấy, mấy cái ngọc lục bảo này thì mình cũng chưa biết là công dụng của nó để làm gì nữa cơ. Cái viên ngọc bích ấy thì còn để chế thủy cung, còn mấy cái viên này như là để làm siêu xe sao ấy. Lấp lánh nha. Lâu lắm rồi mới gặp một viên lấp lánh. Các bạn nhìn này. Hiếm này. Ok kìa. Nó quặng bạc thôi à. Rồi, headshot. Ui. Các bạn thấy gì không? Kim cương. Ôi, hình như là trong khu cam này bây giờ kiểu như là người ta tăng tỷ lệ ra kim cương với ra đá quý hiếm mà ta. Thế luôn, đào ra dễ kinh luôn ạ. Nhưng mà thực ra thì viên trắng này mình không có cần nha các bạn. Tại vì mình cần viên xanh cơ. Chế du thuyền thì cần mỗi viên xanh thôi mà. À không, một viên xanh, một viên trắng nha. Tại vì du thuyền chúng ta cần phải chế một cái hộp đựng kim cương nữa. Mà cái hộp đựng kim cương đấy thì lại chế bằng viên kim cương trắng. Có một viên đá lấp lánh như này các bạn. Mấy hôm nay thì mình đi đào đá ấy, thì mình nhận ra một cái điều đặc biệt lắm các bạn. Đó là cái viên kim cương ấy, nó hay nằm ở cái quặng thứ hai hoặc quặng thứ ba của cái viên đá mà các bạn đang đập lắm nhá. Nhiều cực kỳ luôn. Vậy nên nếu như mà các bạn mà đang đào khu đông người ấy, thì các bạn chỉ cần đào. Ui. Ui. Các bạn thấy gì không? Kim cương đỏ này. Phê. Ui là trời. Phê. Mới ra kim cương trắng xong rồi lại ra kim cương đỏ thôi. Như vậy là cái khu cam này hình như là nó đã tăng tỷ lệ ra kim cương với lại ra đá quý hiếm rồi các bạn à. Cái viên kim cương đỏ này hình như là nó cũng ra phát thứ 3 hay sao nhở? Phát thứ 3, phát thứ 2 ra. Đấy, vậy nên là khi mà các bạn đào ở những cái nơi mà đông người ấy, thì các bạn không cần phải đào hết viên đá đâu nha. Các bạn chỉ cần đào 2 đến 3 quặng đầu tiên thôi. Nếu như mà không có kim cương là các bạn đi đào viên khác luôn. Như thế ấy, thì vừa tiết kiệm được thời gian mà cái tỷ lệ mà các bạn giành được kim cương ấy nó cũng cao hơn nhá. Lại có một viên đá lấp lánh nữa này. Nhưng mà viên này mấy bạn ấy đào gần hết rồi. Lên.
Wow, ngọc bích luôn này các bạn. Đào có tí xíu là già. Phải công nhận là đợt này đá hiếm nhiều thật. Có một bạn người lạ vào rồi, không biết là bạn của ai ấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình đào tranh với bạn ấy nhá, để cho bạn ấy thấy mình đào, bạn ấy sẽ bỏ đi. Ờ đúng rồi. Ui rồi ôi. Chắc là bạn ấy sẽ không tiếc đâu các bạn. Vừa đi gái thì mình ra tham ngọc luôn. Nhưng mà từ từ, mình sẽ đào nốt bên này đã, xem còn gì không. Rồi, không còn gì luôn. Đây, lam ngọc này các bạn. Cái viên này thực ra là nó là ngọc bích nha, nhưng mà mình cứ hay quen gọi là lam ngọc ấy, tại vì nó màu lam mà. Ngon. Có một bạn, bạn ấy vào, bạn đang chém gió. Ui. Rồi. Có bạn vừa ra kim cương đỏ với các bạn ơi. Ui là trời. Tiếc thế nhờ. Trời trời. Mình đang mải mê chém gió tí cái là bạn ấy đào ra kim cương đỏ luôn rồi. Vào đây kiếm đá giúp mình, thế mà lại đào luôn kim cương của mình. Thế mà gọi là giúp à. Buồn thực sự ạ. À. Đợt này không biết là các bạn có thấy hay không, nhưng mà mình cảm giác như là khu cam đợt này nó ít đá hơn ngày xưa các bạn. Ngày xưa đá đập mãi không hết luôn, nhưng mà bây giờ kiểu như là lâu lâu nó mới thấy một viên, lâu lâu mới thấy một viên nè. Mấy bạn ấy đi tìm đá cho mình và các bạn ấy mở party, các bạn ấy ngồi hết ở trong cam ấy kìa, tại vì không có đá để mà kiếm nữa cơ. Hồng ngọc này ít đá nhưng mà tỷ lệ ra đá hiếm thì nó lại nhiều. Thôi thế cũng được ấy các bạn nhở, đỡ mất công phải đào nhiều. Tích cực đào đá rồi vẫn may sẽ tới thôi. Hôm nay không biết là mình sẽ có đào được kim cương xanh hay không đây. Mấy bạn ấy thấy đá rồi, mấy bạn ấy gọi liên tục. Nhưng mà từ từ các bạn ơi, cho mình đào nốt viên đá này cái. Cái viên đá này nó to nên đâm ra đào nó hơi lâu. Rồi lên hồng ngọc nữa này. Cái viên này hình như là cái viên mà gọi là dễ ra nhất trong 3 viên phải không ta. Chắc là vậy rồi. Cái viên lam ngọc thì hơi hiếm rồi, chứ viên hồng ngọc này mình đào thấy ra nhiều dã man ạ. Rồi khoe tí cho mấy bạn ấy biết là mình đào ra đá hiếm thôi. Mình sẽ tiếp tục đào tiếp nhá, thăm ngàn tiếp nha các bạn. Đây, mình thì hay thích dùng cái búa hơi này, tại vì đào nó nhanh. Cái búa pixel thì đào nó lâu, nhưng mà ra mấy quặng sắt với là vàng bạc nó lại nhiều. Mình thì mình thích nhanh cho các bạn. Ok à? Vừa nói ngọc bích hiếm xong, giờ nó lại ra luôn. Một viên đá mà ra hai quặng hiếm luôn. Gớm thật chứ. Đây, bình tĩnh nha bạn ơi. Cứ từ từ. Hôm nay cam là của mình nên là mấy bạn ấy cứ gọi tới là mình sẽ đọc thôi. Đến cái thời điểm mà bắt đầu đá nó ít dần rồi đấy các bạn. Tới cái lúc mà đá nó ít một cái là tìm cả cái map cam không qua một viên nào luôn. Không hiểu kiểu gì. Lại là kim cương nữa nha các bạn. Như vậy là hôm nay mình được mấy viên này ta? Hình như là mình được 2 viên kim cương trắng và 1 viên kim cương đỏ rồi. Phải công nhận là hôm nay đào hên thật các bạn à. Đã. Nhưng mà mình vẫn đang muốn tìm viên kim cương xanh cơ. Có bạn nào trong kênh của mình mà dùng giả lập không? Mình vừa mới được một bạn fan chia sẻ một cái cách cài nút để đi đào đá cực kỳ nhanh đấy các bạn. Đây là các bạn cài cái phím Mako ấy, xong rồi các bạn ấn vào 5 lần vào nút đập, rồi 1 lần vào nút cất. Đấy, xong các bạn cài vào một cái nút ở đấy. Thế là các bạn chỉ cần ấn vào cái nút đấy là nó sẽ tự đào đá và tự cắt đá luôn. Thì cực kỳ nhanh và cực kỳ nhàn nhá. Này khá là hay, nhưng mà chỉ giả lập với dùng được thôi. Ôi dồi ôi, lại hồng ngọc nữa. Nhà mình sắp mở tiệm bán hồng ngọc rồi các bạn. Toán hồng ngọc là hồng ngọc thôi. Tới giờ ra đá nhiều. Đây, mình sẽ đào xong cục này xong rồi mình sẽ đi nha. Mấy bạn ấy gọi rồi. Các bạn nhìn kìa. Ôi là trời. Thề luôn. Mà nãy vừa bị đào mất viên kim cương đỏ, giờ lại tới bạn đào mất viên kim cương xanh. Thốn thế nhờ. Buồn thực sự chứ. Thôi chắc là đến đây thôi các bạn ạ.
Nói chung là hôm nay nếu như mà không bị đào mất 2 viên thì chắc là mình cũng được xương xương đâu đấy 2 viên kim cương đỏ với lại 3 viên kim cương trắng. Đấy là trường hợp không bị đào mất nha. Còn thực tình thì hôm nay mình đào chỉ được có 1 viên kim đỏ với lại 2 viên kim cương trắng thôi. Còn mấy cái đá quý như là hồng ngọc với lại lục bảo với lại ngọc bích thì thôi khỏi tính nha các bạn. Nói chung là mấy cái đấy quá nhiều rồi. Với cả là mình cũng chẳng biết là dùng nó để làm gì nữa cơ. Thôi, còn một viên nữa thôi là mình đã đủ để chế siêu xe rồi đấy. Nhưng mà chắc là phải hôm sau rồi các bạn. Không phải là mình không muốn đào cố cho nó ra kim cương xanh đâu. Nhưng mà các bạn biết là mình đã đào mấy tiếng rồi không? Mình đã đào từ 9 rưỡi tới bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng rồi. 7 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Nhưng mà nói chung là hôm nay như vậy là mình thấy thành công rồi. Hơi tiếc là nó lại không xuất hiện viên kim cương xanh nào thôi. Lúc gì nó ra viên kim cương xanh thì không phải ngon không? Rồi, chắc là mình cũng xin phép kết thúc clip của mình ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye!